Đây. Đây là bánh bánh giá, bánh cống anh, bánh giá. Dạ, dạ con em được hay không đó, con không biết. À. Dạ em không được phải không? Bây giờ con mình ai mà chạy? Ai mà chạy thôi vậy khỏi em đi, thôi vậy khỏi em đi. Cơm đậu phộng với giá. Đây mọi người. Thôi bắt ốc ngà. Rồi rồi anh dục xuống dưới đi. Trời đất ơi xa vậy sao thấy. Đó, bắt đầu nó mất mất không khí, nó lắng. Cá theo dõi coi cá nó có ăn không. Đó 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 có đó đó, đó anh Thịnh. Có mấy cái hơi hơi đó là cá nó bay lên rồi phải không? Oh. Đẹp chưa? Khung cảnh làng quê. Bóng dừa nghiêng dưới nước. Còn chiếc lá thì hờ hững trên sông. Đây, cá hay gì đó, cá hay gì đó. Không ăn là anh ơi. Nó phải quẩy quẩy gì nè. Mình đáng lẽ mình phải dạt từng con ra. Thôi. Nó bò dữ lắm. Để vậy thì nguyên tắc tự nhiên mà. Sâu rớt xuống nước thì cá đớp thôi. Có khi nó đớp ăn hồi nào không biết hết chứ. Chắc cá nó ăn dưới rồi mọi người ơi. Rồi bánh giá mình đem về nhà ăn là mọi người. Đây cái hình dạng hồi nãy bạn thấy đây ha. Đó vàng ươm luôn thấy không. Ở phía trong như nãy mình đã thấy người ta chế biến rồi đúng không. Có đậu phộng. Ăn đi. Em thấy đâu có ngon đâu anh Thịnh. Ở đây chồng mình thì đang ăn bánh giá. Mà con chó này thì nó đang dòm. Đây là cục cưng của chồng mình. Xin chào. Đây là cục cưng của ông xã mình. Nó tên gì vậy anh? Kỳ dù hay con vàng? Con Kỳ đang ăn bánh giá nha mọi người. Kia ơi. Kia. Đó. Trời ơi.